Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mà đáng nhẽ ra là mình phải làm từ rất là lâu rồi các bạn ạ. Đó chính là tiêu điểm tướng quân carry. Thì trước tiên thì cũng giống như tất cả những video khác thì mình sẽ dịch qua 4 bộ skill cơ bản của con carry cho các bạn hiểu. Và sau khi đó thì mình sẽ nói đến việc sử dụng thần khí stone và đồ như thế nào cho nó hợp lý. Về cuối cùng thì mình sẽ nói đến về kỹ năng đặc biệt và thực chiến ở trong trận. Thì trước tiên thì mình cũng mong các bạn thông cảm bởi vì mình là người làm không giỏi về video cho lắm. Thế nên là mình không thể nào cắt ghép video cùng với bộ skill cho các bạn xem được. Mình chỉ có thể dịch trước cho các bạn hiểu qua và sau khi đó thì mình sẽ vào thực chiến để mình nói thật là nhanh và cũng có thể là dễ hiểu để cho các bạn nhìn thấy. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ nói qua 4 bộ skill các bạn nhé. Và thêm một vấn đề nữa là cái skill của con carry này thì nó khá là dài, nó không phức tạp thế nhưng mà nó khá là dài. Thế nên là có thể là mình sẽ đọc chậm lại và phân ra thành nhiều mục để cho anh em hiểu hơn. Thì cái skill thứ tư nhá, đó là vấn đề thứ nhất này, vấn đề đầu tiên của cái skill thứ tư này. Nếu con carry chết thì nó sẽ trở thành cái bóng các bạn nhá. Các bạn có thể đơn giản hiểu là nó là cái bóng và cái bóng đấy nó sẽ được kéo dài trong 4 vòng. Cứ mỗi một vòng đấu kết thúc, cái bóng này nó sẽ nhận được một lớp Spirit Power. Đó là khi vòng đấu kết thúc và cái vấn đề thứ hai là bất cứ lúc nào có tướng hy sinh trong trận, kể cả bên mình và bên địch, thì cái bóng của carry sẽ nhận thêm được một lớp Spirit Power. Đấy là cái thứ hai, có nghĩa là khi kết thúc trận sẽ nhận được một lớp và cứ mỗi một con tướng chết thì nó sẽ nhận được thêm một lớp. Và nếu như cái bóng này tích đủ 4 lớp Spirit Power thì cái con carry nó sẽ được hồi sinh với 100% lượng HP và năng lượng các bạn nhá, energy thì nó sẽ được hồi sinh. Đấy là vấn đề khi cái con carry chết. Bây giờ thì mình sẽ nói đến về vấn đề cái bóng của con carry này ở trong cái skill thứ tư này. Cái bóng của con carry này, khi cái con carry chết thì nó sẽ biến thành cái bóng và cái bóng của con carry này vẫn sẽ gây được đam các bạn nhé. Nó sẽ gây đam vào mục tiêu thấp máu nhất bên team địch. Sau mỗi một vòng đấu kết thúc, cái lượng đam của nó gây ra là 50% của tổng lượng máu đối phương đã bị mất các bạn nhé. Nó sẽ tính dựa trên tổng lượng máu đối phương đã bị mất. Và cái lượng đam đó sẽ không vượt quá được 1.500% attack của carries. Thật ra thì để giải thích thêm về vấn đề tại sao những cái con tướng mới nó toàn bị giới hạn caps attack như này thì mình cũng giải thích luôn cho các bạn hiểu. Nó giới hạn đây để tránh cái việc mà đam vào boss quá to các bạn ạ. Thế nên là mọi thứ đã được giới hạn bởi dựa trên phần trăm attack của cái con tướng đó. Ok, đó là cái vấn đề skill thứ tư. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cái skill thứ ba này. Đòn đánh thường của con carry nó sẽ gây đam bằng 156% attack lên một mục tiêu ngẫu nhiên và sẽ buff thêm cho con tướng đó 50 điểm năng lượng. Ngay lúc đó, carry sẽ gắn cho tướng đó hiệu ứng Outburst of Magic. Cái hiệu ứng Outburst of Magic này sẽ có hiệu quả như sau này này. Cứ mỗi một điểm năng lượng đối phương có ấy, thì đối phương sẽ phải nhận đam bằng 6% attack và sẽ hủy luôn năng lượng đó của đối phương các bạn nhé. Thì ở cái skill thứ ba này, mình muốn các bạn hiểu đơn giản nó như thế này này. Đòn đánh thường của carry nó là 156% attack. Và cái đòn đánh thường này nó sẽ buff cho đối phương là 50 điểm năng lượng đúng không các bạn? Và 50 điểm năng lượng này các bạn chỉ cần nhân với 6% attack thì nó sẽ ra là 300% attack rồi. Thì các bạn có thể hiểu đơn thuần đòn đánh thường của carry nó sẽ gây 300% attack, 456% attack. Nó sẽ gây 456% attack và cộng thêm cái lượng energy mà bên tướng bên địch đang có thì nó sẽ gây thêm cái lượng đam đấy. Thì đây là một cái đòn đánh thường khá là mạnh các bạn ạ. Vừa là mạnh về đam mà vừa hủy diệt được cái năng lượng mà đối phương đang có. Ok, bây giờ thì qua cái skill thứ hai này. Skill thứ hai là carries được buff 25% attack, 30% hiệu ứng kháng CC. 60 tốc độ này, speed này và 40% tỷ lệ né tránh đòn đánh thường hoặc là skill của đối phương. Các bạn lưu ý cho một điều là cái tỷ lệ né tránh này nó không có hiệu quả với ma thú đánh phát nào là trúng phát đó.
Ở cái tỷ lệ né tránh này của con carry, bác bạn lưu ý thêm một điều nữa là con carry này này, nếu như nó né tránh thành công đòn đánh của đối phương, đòn đánh thường hay là skill down, thì con carry này tương đương với việc nó cũng sẽ không nhận được năng lượng, energy các bạn ạ. Ok, bây giờ sẽ qua cái skill thứ nhất. Cái skill thứ nhất cũng khá là dài và cái skill thứ nhất này cũng làm nên tên tuổi của con carry. Thì mình sẽ đọc rất là chậm. Hy vọng là các bạn có thể hiểu được ở cái skill thứ nhất này sau khi mình dịch. Thứ nhất này, carry nó sẽ gây đam bằng 220% attack lên 4 tướng địch ngẫu nhiên và sẽ kèm theo lượng đam đến từ energy oscillation và có 70% cơ hội gắn cho 4 tướng đó cái hiệu ứng Devouring Mark. Energy Oscillation thì các bạn có thể đơn thuần hiểu là sát thương đặc biệt. Sát thương đặc biệt Energy Oscillation có nghĩa là cứ mỗi một điểm Energy tướng địch có thì nó sẽ phải nhận thêm đam thiệt hại bằng 6% attack của carry các bạn nhé. Còn về hiệu ứng đặc biệt Devouring Mark, cái hiệu ứng này sẽ được kích hoạt nếu như tướng bên địch đạt 100% năng lượng, 100% energy và nhiều hơn thì nó sẽ được kích hoạt, và nó kích hoạt là cứ mỗi một energy tướng địch có đấy thì sẽ phải nhận đam thiệt hại bằng 10% attack của carry. Sau khi nhận đam thiệt hại thì cái Devouring Mark này nó sẽ hủy hết energy của đối phương, có nghĩa là cái đối phương sẽ không còn energy nào cả các bạn nhé. Mình hy vọng là các bạn có thể hiểu được cái bộ skill 1 mà mình vừa dịch, nó khá là dài. Nên là nếu như các bạn nào chưa hiểu thì có thể tua lại giúp mình. Thì nó chỉ loanh quanh mỗi cái vấn đề là Devouring Mark với lại cái Energy Oscillation thôi các bạn ạ. Nó cũng không có gì nhiều. Mà cái đặc biệt nhất của con carry này nó là Devouring Mark, có nghĩa là xóa bỏ xóa bỏ energy ấy các bạn. Các bạn có thể đơn thuần hiểu như vậy. Đối phương sẽ nhận 70%, 70% có tỷ lệ 70% gắn cho tướng bên địch. Devouring Mark nó là một cái tỷ lệ rất là cao. Thế nên là khi mà bên địch dính vào cái này thì tương đương với việc là họ không thể nào ra được skill rồi các bạn ạ. Cũng như là nó phải dính đam, nó dính đam thì nó tụt hết mana rồi mà. Tụt hết năng lượng thì nó không ra được skill, còn tụt máu. Ok, như mình vừa nói với các bạn, bộ skill 4 bộ skill của con carry, và mình cũng đã nói là cái con carry điểm đặc biệt nhất của con carry là gì? Là gây đam dựa trên cái lượng energy mà đối phương có, và nhờ cái lượng energy đấy carry cũng sẽ hủy bỏ hết tất cả energy bên địch, có nghĩa là sẽ trở về không. Thế nên lượng speed và cái lượng attack đối với carry là cực kỳ quan trọng về vấn đề PvP các bạn nhé. Mình khuyên với các bạn, nếu như các bạn có sử dụng carry thì các bạn hãy đổi stone của nó là 115 speed và 26% attack. Đây là cái stone max của nó rồi. Ở trong thời điểm này thì để áp được max stone lên thì nó là vấn đề cực kỳ khó. Thế nên là mình cũng hy vọng là các bạn sẽ có thể áp được nó lên. Sẽ liên quan đến speed và phần trăm attack các bạn nhé. Và cái vấn đề thứ hai, nó là cái skill 1 mình vừa nói, cũng vừa nói với các bạn rồi. Skill 1 là skill mạnh nhất của con carry và nó cần được ra ngay từ lúc ban đầu, ngay từ cái turn đầu tiên. Thì mình sẽ khuyên các bạn là sẽ sử dụng cho nó Demon Bell. Còn về đồ thì nó là hệ Ranger thì tất nhiên là phải dùng Ranger rồi đúng không các bạn? Đó, hai cái này là hợp lý nhất cho con carry rồi, chẳng còn cái gì hợp lý hơn. Đối với việc nếu như các bạn có hai cái con carry thì mình sẽ khuyên các bạn cái con carry thứ hai thì các bạn cũng sẽ dùng tương tự như con thứ nhất về vấn đề stone, nó là 115 speed, 26% attack, nhưng mà thay vì các bạn sử dụng Demon Bell thì các bạn sẽ sử dụng Augustus Magic Bow cho mình. Đây, dùng cái này để cho nó thêm có cái lượng tốc độ để có thể ra skill ngay từ lúc ban đầu các bạn nhé. Đối với vấn đề kỹ năng đặc biệt, con carry này thì nó quan trọng, rất là quan trọng về vấn đề speed, thì nó là một con tướng chủ chốt trong team, nó không phải là một tướng trợ. Thế nên là như mình vừa nói, speed, tốc độ này, máu này và lượng attack nó cũng quan trọng. Sorry các bạn em, mình có thể nói hơi chậm lại tí, khát nước quá.
Thế nên là mình khuyên các bạn E1 các bạn cứ để cái thứ ba, E2 cái thứ nhất, E3 là cái thứ nhất, E4 là cái thứ ba, E5 là cái thứ hai. Đó là về những cái gì cơ bản của kỹ năng đặc biệt cho cái con carry này. Đấy, cái đồ và kỹ năng đặc biệt. Bây giờ mình sẽ vào một cái trận đấu thực chiến để cho các bạn xem nhá. Mình sẽ nói trong đấy cho các bạn mới chơi dễ hiểu hơn. Những anh em nào chơi ở trong mid game hay là late game chắc cũng hiểu sơ qua rồi. Thì đây mình sẽ đấu với ông Thiên Vân này một phát. Thì ma thú thì mình nghĩ là cứ để ma thú nào cũng được, chẳng sao cả. Hiện tại thì mình xếp cái con carry thứ hai, bởi vì ở meta hiện tại thì cái con Unimax nó được lợi thế hơn. Con Unimax thì bản thân con Unimax nó đã được buff 50 năng lượng ngay từ lúc ban đầu rồi. Thế nên là bản thân con Unimax đã có 100 năng lượng khi vào trận. Thế nên là nếu như các bạn lắp cho nó cái bull cho con Unimax thì nó đã ra skill đầu trận. Thế nên là việc xếp cái con carry ở hàng sau là mình khuyên là không nên. Chỉ nên xếp hàng đầu tiên. Nếu như các bạn có hai con thì chắc chắn là 100% con thứ hai các bạn phải xếp hàng sau rồi. Nhưng mà ở những cái đội hình như thế này thì khuyên các bạn nên xếp thứ nhất nhưng mà con thứ hai. Các bạn nhìn để ý nhá. Sau khi con Unimax ra skill này, con carry, các bạn để ý con carry bên mình này, nó sẽ ra skill lên 4 tướng địch ngẫu nhiên bên team địch. Đó, 4 con tướng hàng sau. Và các bạn có thấy không, con Tara bên team địch này, con Garuda bên team địch nó đã bị Devouring Mark. Các bạn nhìn thấy không, con Tara nó vừa ra skill bên team địch này. Bây giờ các bạn sẽ để ý nhá. Các bạn để ý đến con Tara và cái con Garuda bên team địch cho mình. Ở dưới chân nó có cái vòng Devouring Mark. Đó, sau khi con Tara bên team địch ra skill thì nó bị tụt máu, các bạn thấy chưa? Vì nó đã đạt 100 năng lượng rồi. Và cái con Garuda bên team địch cũng vậy. Thế nên là con Garuda bên team địch đã chết luôn. Cứ đạt 100 năng lượng hoặc là hơn thì sẽ bị mất máu các bạn nhé. Không ra được skill và mất hết máu. Và con Garuda bên mình bây giờ sẽ ra đòn đánh thường lên một tướng các bạn nhé. Một tướng ngẫu nhiên bên team địch này. Nó sẽ đánh vào con nào đây? Nó đánh vào con Tara các bạn ạ. Thế nhưng mà con Tara bên team địch nó lại ít mana quá. Thế nên là ít năng lượng quá. Thế nên là các bạn không nhìn thấy được cái sự khác biệt. Cái vừa rồi thì mình có nói là cái skill thứ 3 của cái con Tara carry này thì nó sẽ là gây 156% attack lên một tướng địch ngẫu nhiên. Và kèm theo 50 năng lượng. Buff cho tướng đấy 50 năng lượng các bạn ạ. Thế nhưng mà cái này nó không đơn thuần là buff. Nó là gọi là cái gì nhỉ? Nó đơn thuần là nó gây đam luôn trực tiếp rồi các bạn ạ. Thế nên là các bạn không thể thấy được nó buff năng lượng lên. Chứ mà thực tế nó là buff rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái một trận khác. Đây, trận này đi. Các bạn nhìn thấy không? Cái con carry bên team địch. Nói các bạn cũng chắc không để ý vừa rồi. Cái con carry bên team đỉnh nó vừa né tránh thành công ấy. Không sao, bây giờ mình sẽ cố gắng mình nói về cái con carry của mình hơn. Cái trận đấu này nó diễn ra khá là lâu các bạn ạ. Bởi vì là hai cái con gà nó cứ bắn đi bắn lại. Các bạn để ý nhá, Unimax bên team địch đã bị Devouring Mark này. Thì nó sẽ không được kích hoạt. Nó sẽ không bị kích hoạt cái Devouring Mark đấy. Bởi vì cái con Unimax đấy chưa đạt 100 năng lượng. Khiếp, lâu thật đấy. Chết luôn rồi các bạn ạ, chưa kịp kích hoạt thì nó chết rồi. Ui giời, lâu quá.
không kịp sống lại các bạn ạ. Đó, spirit power của cái con carry bên team địch nó đã hiện lên. Thật tiếc là cái spirit power ở trong trận nó không được hiển thị lên các bạn ạ. Các bạn sẽ phải tính, nó đơn giản là tính rất là nhanh. Tại vì cứ mỗi một tướng chết thì cái con carry sẽ nhận được thêm một lớp spirit power. Khi kết thúc trận đấu cũng sẽ nhận được thêm một spirit power. Thế nên là cứ 4 đạt đủ 4 cái đấy thì con carry sẽ được hồi sinh. Mình nghĩ là nó cái bộ skill của con carry này nó chỉ là dài, nó cũng đơn giản và dễ hiểu, cũng không có gì đặc biệt cả. Chủ yếu là cái con carry này nó rất là tốt ở trong PvP các bạn ạ. Thế nên là đến thời điểm hiện tại này thì nó là một con tướng nhất thiết là phải có. Thế nên là hy vọng là các bạn có thể áp được cái con carry này lên E5 càng sớm càng tốt. Về vấn đề trong PvE thì nó không được mạnh cho lắm, thế nên là mình sẽ không nói đến cho vấn đề trong PvE. Cái vấn đề đặc biệt của cái Devil Ring Mark này thì là cái đặc biệt, là cái hiệu ứng đặc biệt nó có thể gây đam lên được boss, thế nên là mình gọi nó là hiệu ứng đặc biệt thôi. Ok, mình nghĩ là đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn rồi, không còn cái gì nữa. Thế nên là hy vọng các bạn có thể hiểu được những cái vấn đề mà mình nói về cái con carry trong video ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình, và xin hẹn gặp các bạn ở những video clip sau.